Yêu. Quý vị biết là trong từ hội dịch bệnh tràn lan đến bây giờ là cũng 3 năm, cùng 3 năm thưa quý vị. Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu cảnh tang thương mất mát từ người thân, bạn bè, của những người mà mình biết. Không phải riêng về Việt Nam chúng ta mà cả thế giới đều trong tình hình chung. Cho nên thì cuộc sống thì mình chỉ mong được từng ngày. Đối với mình Quỳnh bây giờ cũng có quan niệm sau khi mà vì bản thân mình Quỳnh Phi Dung ra đi thì mình có kinh nghiệm một rút ra từ bản thân là mình sống rất là vô thường, sống nay chết mai, sống mai chết nay, không biết chừng nào nó sẽ đến với mình. Cho nên mình Quỳnh có một cái ý định như vậy, quý vị là 10 đồng xài hết 9 đồng cho mình Quỳnh. Ok, giữ là 1 đồng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta nằm xuống rồi thì mình không có mang theo được gì hết. Nói cho mỗi người thôi, chỉ để dành dụng cho con cái nha, mình cứ xài hết. Ok. Quý vị, một bài hát mà Mạnh Quỳnh viết cho một người bạn của Mạnh Quỳnh cũng khá lâu rồi, cũng nói về mùa xuân nó hơi buồn chút xíu. Và thường thường thì mình cũng, quý vị biết là người ở Việt Nam là người con gái, đàn ông là đứa đơn ở Mỹ nước ngoài về cũng hứa hẹn để gặp người yêu quen ở Việt Nam. Không chi, tại đây cũng là dịp dịp xuân á, thì tổ chức theo cái chị này ở bên Mỹ, gia đình ở Việt Nam này, nói chung là gia đình, cho nên phát trực tiếp cho mình coi ha, xa gần chị coi được luôn ha, không dám lên gần sợ che khán giả họ la bất lịch sự đứng đây. Và tôi có hứa là sau khi về Mỹ xong rồi thu xếp mọi thứ để về để tính chuyện gia đình với đạo phân hơn. Nhưng mà không ai thì cô ta không có trở về nữa. Cô ta không biết lý do tại sao mà không liên lạc được. Mà bây giờ cái bài hát này mình Quỳnh sáng tác, nó nói về mùa xuân, nói là một chuyện tình hoàn toàn có thật. Từ những nhạc phẩm mình biết tôi biết là còn là rất gần gũi với cái đời sống thường của chúng ta. Một bài hát thì mình lấy tựa đề là Giấc mộng đêm xuân, một cái chuyện tình buồn của một người con trai yêu một con gái mà không trở thành là chúng ta cũng về. Không biết chúng ta bị lý do gì, có thể là qua đời, có thể là bị xa ngang nhưng mà mất liên lạc luôn. Và sau đây quý vị nghe tâm sự của bộ sáng tác Mạnh Quỳnh, Giấc mộng đêm xuân, quý vị nói nghe sau đây nha. Bây giờ Mạnh Quỳnh luôn quên lắm quý vị, bây giờ vào tuổi 50 là đã quên. Xuân năm nào hai đứa xanh bước bên nhau, nhìn anh em bảo em yêu chỉ một mình anh, hẹn nhau năm tới sẽ đêm xin câu đá vàng, mong thắm chung lòng vui lễ tơ hồng cùng diêu nhau dưới trời. Mùa xuân đến rồi sao không thấy bóng dáng người đi phương trời xa xôi đó bên kia, người ta đau đớn nắng xuân sang nghe âm lòng tôi bước âm thầm khi cô đơn về ngoài trời xa mỗi tuần trên cao.
Mới đây, Mạnh Quỳnh cũng nhận tin vui khi ca khúc Xuân Vắng Em mà nam ca sĩ đăng tải chưa đầy 2 ngày đã lọt vào top thịnh hành tại Việt Nam. Nhưng có một bí mật phía sau ca khúc này còn khiến bất kỳ ai biết được phải xúc động hơn gấp nhiều lần. Và sẽ hiểu được vì sao ngay cả bà chủ trung tâm Thúy Nga còn phải thốt lên: "Tôi quá nể Mạnh Quỳnh." Như chúng ta từng nghe nam ca sĩ tâm sự trước đó, từ khi tri kỷ ra đi, Mạnh Quỳnh sẽ sống cho cả Phi Nhung, di diễn thay cả phần cô ấy. Nhưng Mạnh Quỳnh thì không bao giờ phô trương, không bao giờ kể công rằng tôi làm điều này cho Nhung, làm điều kia cho Nhung, mà luôn hành động một cách âm thầm hoặc khéo léo ẩn ý, vô cùng tinh tế. Không biết là do tính cách Mạnh Quỳnh như vậy hay là do máu nghệ sĩ trong người mà Mạnh Quỳnh luôn muốn làm mọi thứ thật khéo. Ai muốn biết phải thất chú tâm hoặc tinh ý thì mới nhận ra. Trong ca khúc Xuân Vắng Em mà nam danh ca vừa đăng tải, nếu quý vị xem đến những giây phút cuối cùng sẽ phát hiện ra một chi tiết cực kỳ mới và đắt giá, thể hiện rõ sự tâm ý và tinh tế của Mạnh Quỳnh. Trước kia, kênh YouTube của Mạnh Quỳnh đều để logo và ảnh đại diện của công ty là chữ M và chữ Q, viết tắt của hai chữ Mạnh Quỳnh. Tuy nhiên, trong ca khúc Xuân Vắng Em này, ảnh đại diện công ty của Mạnh Quỳnh đã được thay đổi, chỉnh sửa một cách đẹp đẽ, khéo léo thành ba chữ cái, MNQ. Sự xuất hiện thêm của chữ N chính là có thêm chữ Nhung ở trong đó nữa. Từ nay trở đi, kênh của Mạnh Quỳnh sẽ là kênh của Quỳnh Nhung. Tình yêu, tình thương của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung là không thể đong đếm, nhưng anh hai lại luôn chọn những cách đặc biệt để thể hiện tình cảm. Chính vì thế, rất ít người có thể nhận ra. Đôi khi họ còn trách ngược Mạnh Quỳnh là bạc bẽo, vô tình, nhưng họ không hề biết rằng người đàn ông ấy luôn quan tâm yêu thương Phi Nhung bằng những điều nhỏ nhất. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.